con kính chào cha cộng đoàn. Con lấy chồng 23 năm rồi mà con chẳng mấy con vướng về với chồng khó bảo cứng đầu. Em sau này vợ chồng mình khó bảo cứng đầu. Con lên làm chứng như vậy, con lên con kết án chồng con. Tự nhiên là lên con mặt sát chồng là cứng khó bảo cứng đầu là thế nào? Không được, vậy con làm chứng là con được ơn của Chúa như thế nào chứ không có nên làm chứng thôi. Anh chị em nên làm chứng tuyệt đối, không được nói xấu người khác nha. Không được nói xấu người khác trước mặt cộng đoàn. Dù họ có cứng đầu, họ khó bảo, đó là chuyện của họ. Nhưng mà đấy là mình nhìn như vậy thì chưa chắc. Họ cũng bảo thì mày ghê, thế ra con đi làm chứng. Con gặp, con lấy con vợ, nó cứ bảo con cứng đầu khó bảo ấy cha. Được không? Được, hai bên này cứ đi mà đấu với nhau làm sao mà làm chứng được. Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người. Là hôm 30 tháng 4 thì hai vợ chồng con đi ăn cưới, về đến chỗ đúng vị trí hang đá. Vẫn mọi năm vẫn làm hang đá, chỗ đó thì chỗ cái con bé trong dòng nó chập ra. Vậy là xe của nó đứt đôi cái đầu ra mà nhà con không bị sao hai vợ chồng. Thế thì con thấy một điều như vậy. Ngồi nhiều lúc con bị vợ chồng cứng đầu là tâm hồn con bị lung lại, nó không được được đấy nữa. Cho nên là con nghe hôm bữa con không biết mở mạng đâu, con cũng biết ra tin cho cha. Thế con mới bảo con là chính là con mở mạng nghe cho mẹ nghe. Thế nó bảo chứ đêm hôm mẹ cũng để cho con ngủ à. Và con xin lỗi cha, chúa với cha với cộng đoàn là con bảo đéo cùng mẹ mày, tao có coi con xì áo ngực đâu nào mà mày không mở được, mày chết mẹ mày với tao bây giờ. Thế bắt đầu nó mở cho con coi từ từ 11 giờ cho đến 1 giờ lên con đi chở cận heo con với tao. Thế thì cha bảo này, các anh chị em mà ai mà thiếu nhận được tin thì cứ bám chặt với chúa. Thế thì con đi lễ thì con ra tượng chúa khi to thì con cũng bảo là con được tội lỗi thì xin chúa soi sáng cho con để con vững tin là một người mẹ. Thì rồi con hôm nay con lên đây là lần thứ hai con cũng được đứng trước mặt cộng đoàn, con mong xin chúa và cha cùng cộng đoàn cầu xin cho con để người chồng biết đoái thương đến vợ con, rồi để cho con một người gia trưởng trong gia đình là đứng vững lập trường để cho con cái noi gương. Đã như vậy con lại bị bố con lại đi nơi có hai rồi, con có phải anh em chúng con là bố con bỏ. Thế thì giờ anh em chúng con vơi vơi lắm, thì con cũng xin chúa để cha rồi cùng tất cả các cộng đoàn cầu nguyện cho con để gia đình con được sum họp. Thưa cha con hết ạ. Thưa anh chị em, đây là một trong những hoàn cảnh gia đình rất nhiều trường hợp bây giờ những người vợ, những người mẹ đang phải sống ở trong nước mắt, đang phải sống ở trong những nỗi cơ cực mà khó có thể ai hiểu được, cảm thông được lắm. Sẽ tặng cho con cái máy này, con về cắm nước, 365 bài giảng. Có cách nào con về con đưa tặng cho chồng con được không? Dạ, chồng con làm cách cha nó một cây. Dạ, chồng con làm cách chỗ vị trí cha ở này một cây số. Rồi, con làm cách nào con tặng cho chồng con để con nói, để con quên cái chuyện cứng đầu khó bảo đi. Con phải nghĩ rằng anh yêu. Dĩ nhiên cha hiểu những giọt nước mắt của con và cộng đoàn cũng hiểu gia đình con như thế nào. Những giọt nước mắt đã nói thay tất cả, không cần con phải kể. Ai cũng hiểu là chị đang như thế nào rồi. Bây giờ không phải là cái lúc mà mình lôi cái chuyện cũ hay là lôi cái chuyện không hay không tốt ra, nhưng mà là cái lúc mình xin lòng thương xót của Chúa ban cho những người mà Chúa đã làm khốn cho người, khốn cho người. Những người gọi là cứng đầu, cứng cổ. Những người nghe, biết, hiểu, thấy về lòng thương xót Chúa mà nhất định không tin, nhất định không quay trở lại, nhất định không sám hối. Chúa bảo khốn cho các người. Trong đó có nhiều người đang sống đời sống gia đình đã đang cứng lòng như vậy. Con về con cầm cái máy này, hôm nay con thử coi, xin Chúa biến đổi con trước, thay đổi cái lối suy nghĩ của con, thay hai chữ cứng đầu và khó bảo bằng chữ anh yêu. Nào nói
anh yêu. Anh yêu, em tặng anh cái máy. Rồi, anh yêu cũng nói lại, em yêu, anh tặng anh lòng Chúa thương xót. Cảm ơn anh. Đấy, cái này con muốn tặng cho anh nhà có đầu không? Nhà có đầu không? Con có chị. Rồi bắt đầu, bây giờ bắt đầu nha. Tối nay nha, bắt đầu mở cái máy lên, đúc cái đài gô, nói anh yêu hai chúng mình cùng coi. Anh yêu hai chúng mình cùng coi. Anh cứ đứng đây mãi sao rồi? Rồi cái anh yêu đi. Rồi mời con.